Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giấy tai nhiều có nguy hiểm không? Cách loại bỏ. Không phải ai cũng biết rõ vai trò của giấy tai và cách khắc phục tình trạng tích tụ giấy tai nhiều. Việc tự loại bỏ giấy tai có thể dẫn đến mất thính lực và nhiễm trùng tai. Do đó, nếu nghi ngờ mình bị tích tụ giấy tai hoặc tắc nghẽn, bạn nên đến gặp bác sĩ để được hỗ trợ. Giấy tai là gì? Ống tai sản sinh ra một loại dầu sáp đặc biệt, thường được gọi là giấy tai. Giấy tai có tác dụng bảo vệ tai khỏi bụi, vật thể lạ và các loại vi sinh vật. Đồng thời, nó cũng giúp bảo vệ phần da ống tai khỏi sự kích ứng của nước thông thường. Phần giấy tai thừa có thể thoát ra khỏi ống tai và được làm sạch một cách tự nhiên. Tuy nhiên, khi giấy tai nhiều hơn mức cần thiết, nó sẽ trở nên khô cứng và gây tắc nghẽn ống tai. Đồng thời, khi làm sạch tai, bạn có thể vô tình đẩy giấy tai vào sâu bên trong, khiến tình trạng tắc nghẽn trở nên nghiêm trọng hơn. Giấy tai quá nhiều là lý do phổ biến khiến bạn mất thính giác tạm thời. Bạn nên thận trọng khi tự xử lý giấy tai tích tụ nhiều tại nhà. Nếu tình trạng không thuyên giảm, bạn nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa. Điều trị giấy tai tích tụ thường khá đơn giản, nhanh chóng và không gây đau đớn. Sau khi điều trị, thính giác có thể được phục hồi hoàn toàn. Nguyên nhân khiến giấy tai tích tụ: khi giấy tai được sản sinh quá nhiều mà không được loại bỏ đúng cách, nó có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn. Trên thực tế, nguyên nhân phổ biến nhất gây tắc nghẽn giấy tai là do tự loại bỏ tại nhà. Việc sử dụng tăm bông và các vật dụng khác để lấy giấy tai sẽ khiến giấy tai bị đẩy vào sâu hơn, tạo ra sự tắc nghẽn. Đeo tai nghe thường xuyên cũng có thể là nguyên nhân gây tích tụ giấy tai. Thiết bị này có thể vô tình ngăn giấy tai thoát ra khỏi ống tai và gây ra tắc nghẽn. Dấu hiệu và triệu chứng khi có giấy tai nhiều: giấy tai có thể có màu từ vàng nhạt đến nâu sẫm, do đó, giấy tai sẫm màu không phải là dấu hiệu của tích tụ giấy tai. Các dấu hiệu tích tụ giấy tai bao gồm: mất thính lực đột ngột hoặc một phần, thường là tạm thời; ù tai, cảm giác đầy bên trong tai, đau tai. Sự tích tụ giấy tai có thể dẫn đến nhiễm trùng. Biểu hiện nhiễm trùng do giấy tai tích tụ bao gồm: đau tai dữ dội, đau tai kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm; tai chảy dịch, sốt, ho, mất thính lực kéo dài; tai có mùi khó chịu, chóng mặt, mất thính lực. Chóng mặt và đau tai cũng có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác, do đó, bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu các triệu chứng này xảy ra thường xuyên. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Một đánh giá y tế tổng quát sẽ giúp bác sĩ xác định nguyên nhân là do giấy tai nhiều, gây tắc hay một vấn đề sức khỏe khác. Giấy tai ở trẻ em hay người lớn đều được sản sinh một cách tự nhiên. Trẻ em thường có xu hướng thích ngoáy tai và lấy giấy tai, điều này có thể gây nên nhiều vấn đề cho tai của trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ bị tích tụ hoặc tắc nghẽn giấy tai, bạn nên đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để thăm khám. Các bác sĩ sẽ kiểm tra phần giấy tai dư thừa và loại bỏ chúng nếu cần thiết. Ngoài ra, khi thấy trẻ cho tay hoặc vật thể lạ vào tai, bạn cũng nên đưa bé đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Giấy tai ở người cao tuổi: giấy tai cũng có thể đem đến nhiều vấn đề cho người cao tuổi. Một số người già thường không quan tâm đến vấn đề này cho đến khi thính giác bị ảnh hưởng. Trên thực tế, hầu hết trường hợp mất thính lực ở người lớn tuổi là do tích tụ giấy tai. Bên cạnh đó, việc đeo máy trợ thính cũng là nguyên nhân khiến giấy tai bị tích tụ và tắc nghẽn. Cách loại bỏ giấy tai dư thừa: bạn không nên tự loại bỏ phần giấy tai dư thừa, điều này có thể gây ra nhiễm trùng hoặc mất thính giác. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng tăm bông để vệ sinh bên ngoài tai khi cần thiết. Cách làm mềm giấy tai: để làm mềm giấy tai, bạn có thể sử dụng các loại thuốc nhỏ tai không kê đơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các dung dịch sau: dầu khoáng, hydro peroxide, carbamide peroxide, các loại dầu cho em bé, glycerin, dùng ống tiêm rửa sạch tai. Một cách khác để loại bỏ sự tích tụ giấy tai là dùng ống tiêm đặc biệt để vệ sinh tai. Tuy nhiên, bạn cần tránh sử dụng biện pháp này khi đang có chấn thương hoặc từng thực hiện một thủ tục y tế trên tai. Ngoài ra, rửa tai bằng ống tiêm khi màng nhĩ bị tổn thương cũng có thể gây mất thính lực hoặc nhiễm trùng. Khi nào bạn cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ, hầu hết mọi người đều có thể tự loại bỏ giấy tai tại nhà mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu không thể làm sạch giấy tai hoặc có cảm giác khó chịu, bạn nên tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp. Bác sĩ có thể sử dụng ống soi tai, đèn và kính phóng to để nhìn rõ bên trong tai, để loại bỏ giấy tai. Bác sĩ thường sử dụng các phương pháp như dùng ống tiêm làm sạch tai, hút, sử dụng thìa nạo chuyên dụng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.